tôi sẽ kể một chút về con đường rap của tôi. Chắc chẳng ai như tôi đâu. Tôi yêu rap, tôi thích rap, nhưng chẳng ai giúp cho tôi cả. Hay là họ đố kỵ? Có lẽ điều tôi ngu nhất là phải đi tìm người chỉ dạy cho tôi rap. Đúng, cái đó là điều tôi ngu nhất. Vì ai cũng có thể rap cả. Lúc tôi vừa tập rap, tôi đã viết lên giấy những dòng chữ nó là tình yêu. Rồi dần dần tìm biết, tôi đã biết một chút khái niệm người ta gọi là feel. Rồi bài đầu tiên tôi làm ra là một bài rap tên Tây Tiến. Để mọi người để ý một chút, tôi cảm thấy rất vui và đang khoe các bạn về sản phẩm đầu tiên. Và ai cũng có lúc bắt đầu và chẳng ai có thể được khen hay liền đâu. Tôi tìm tòi học hỏi cách mix rồi đi mua headphone và tập tành. Lúc đầu thấy tụi nó làm nhạc video YouTube lyric gì đó tôi thích lắm. Rồi đi tìm người làm cho tôi nhưng đã bị từ chối, tôi chỉ biết dạ. Rồi đó tôi lặng tâm. Tôi chưa rap được một thời gian khá là dài, rồi bắt đầu tôi đi tìm người khác. Chỉ đi muốn làm ra bài nhạc theo sự đa dạng nhưng chẳng ai hợp tác. Họ chửi tôi dốt về cách làm nhạc, tôi thăng là chất lượng và về glow. Rồi kể từ đó tôi chưa biết viết nhạc là để cho chính con người trong tôi nghe mà thôi. Tôi chán cách suy nghĩ của họ, đơn giản là sở thích của một người yêu rap. Nhưng chẳng ai chỉ cho tôi biết cách để tạo ra thế nào được gọi là âm nhạc. Họ chỉ đơn thuần là nói thẳng nhạc của tôi đánh giá bằng một từ dở. Họ không bao giờ chỉ ra cái sai, chỉ chia sẻ kinh nghiệm để cho tôi học hỏi. Rồi một thời gian tôi bắt đầu gây chuyện về rap với một số người. Họ lấy nhạc tôi ra so sánh về view và like. Vì thấp họ cười chính miệng, họ nói họ làm nhạc là vì đam mê. Họ không cần nổi tiếng nhưng nhạc của tôi họ vẫn đem so sánh thêm một tiểu fame. Đó là một chuyện cười, đúng không? Một lần tôi vào show rap, có con nhỏ nói tôi chỉ xứng bên cánh gà. Tôi gọi một người anh trai vào giúp đỡ nhưng nó mới con nhỏ đó mà. Còn người anh trai tôi từng nể nó còn lơ tôi như một người xa lạ. Tôi tự trấn an là tại mình suy nghĩ quá nhiều, chắc anh chẳng làm vậy đâu mà. Cũng hơn một năm kể từ khi về tới tiếng của tôi làm chính thức. Bắt đầu tôi đã phải cố gắng với tôi đam mê. Và rồi tôi có hai người bạn thân đến với nhau. Họ lấp đi khoảng trống ở trong tôi, họ tạo cho tôi được động lực. Nhiều đó là đã đủ với tôi rồi, họ giúp tôi cho đến hết sức. Nhớ lại cảm giác đầu tiên của tôi vừa thu âm và tạo ra được nó, cảm giác rất vui. Tôi chỉ muốn đem khoe hết tất cả bạn bè về nó. Rồi sao chẳng một ai quan tâm và để ý tới nó, kể cả người mà tôi yêu. Bởi vậy đam mê của tôi không bao giờ phát triển, chuyện đó thì tôi hiểu. Người này chà đạp người kia cho cái ngôi rồi đít mà sống. Mày vẫn biết đam mê không có tiền nhưng mày vẫn cùng nó mà trong cuộc sống vẫn còn hối hả. Còn việc làm, còn việc học mênh mông, tao không phải như thằng chỉ biết bỏ thời gian cho rap. Mày có nhận là được thì khi mày làm ra bài nhạc bỏ hết tâm huyết không? Để bây giờ tao không cần ai nâng đỡ hay là sẽ trợ giúp cho tao đâu. Vậy tao chẳng muốn ân ơn vì khi xưa tôi từng bước tao cũng chẳng bờ ai đâu. Và dòng này tao gửi tới những thằng ghét tao, mày cứ ghét và tiếp đi. Tại vì tao thích thế, không thích nhạc tao thì mày cứ việc mà tắt đi.